Thôi chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Đinh Hoàng Nhân. Thì chiều nay em lại tiếp tục lên một clip vào lúc 16 giờ để nói rõ về vấn đề liên quan đến luật sư Hoàng Duy Hùng. Qua đó thì cũng nói luôn về thì những cái xuất hiện của thầy Thích Minh Tuệ gần đây nhất. Thì cô chú anh chị cũng thấy rồi, đối với cái việc mà qua cái clip vừa rồi em phân tích thì cũng có rất là nhiều người vô phản biện và cũng có rất nhiều người vô bình luận đối với một số hướng tiêu cực, đặt ra một cái câu hỏi rằng quá khứ của anh Hoàng Duy Hùng ảnh không có che giấu, ảnh đã đưa lên trên mạng cộng đồng hết rồi thì tội gì mà phải nhắc lại. Thì đây cũng là một cái yếu tố mà cần phân tích. Ok mọi người, thì trước khi vào phân tích, cô chú anh chị nhớ bấm cho em xin một like và một đăng ký kênh nha, em cảm ơn rất là nhiều. Thôi trở lại vấn đề, thì cô chú anh chị trước khi vào phân tích về cái quá khứ vị lai, về vấn đề là tại sao nói quá khứ Hoàng Duy Hùng, thì cô chú anh chị nghe một cái đoạn clip này, em mời cô chú anh chị. 20 tháng 10, bà quốc không trật pháp nào nhé, nhưng quốc ai quốc như thế nào thì bà phải nói một cách khác. Bà cho rằng anh là bà không có gì với Trương Minh Tuệ cả, nước sông không phạm nước giếng, đó là câu nói của bà. Thế nhưng livestream kỳ trước bà nói như thế nào thì rõ ràng là nó khác nhau hết. Livestream kỳ trước bà nói chuyện làm cho người ta hiểu là bà sẽ quốc sư Minh Tuệ. 1000 người nghe như tôi đây chắc khờ lắm hay sao, nhưng mà nghe là hiểu là bà muốn quốc sư Minh Tuệ. 1000 người thì hết 999 người nghe hiểu như vậy. Nhưng hôm qua đó thì rõ ràng chính bà quay xe. Bà bây giờ là bị áp lực của những người thương mến và nhiều người, nên bà nó chạy đi là sẽ quốc ai đó. Bà sẽ quốc ai đó thì tôi cũng sẽ nghe, để xem thử bà quốc như thế nào. Như bà nói, quốc ai, quốc như thế nào. Bà tự hào là chưa bao giờ quốc sai, không trợt phát nào mà. Thì bây giờ tôi muốn đọc một vài bài báo cũ thôi, để cho bà hiểu rằng là trong quá khứ bà có trợt phát nào hay không nha. Trong quá khứ bà có những điều mà phải nói rằng là người ta cũng thắc mắc vô cùng, vì trong quá khứ bà trợt rất là nhiều. Thôi đi anh Hoàng Duy Hùng ơi, anh nói càng nói lại càng thấy nó so le làm sao đó. Tôi nói thật á, anh đừng có móc ra cái quá khứ vị lai của chị Hằng nữa. Tại vì cái quá khứ của anh thấy rồi, tôi đặt trường hợp bây giờ đối nội cái cuộc chiến cách mạng màu, hay kể cả là một cái vấn đề đặt bom ở thành phố Hồ Chí Minh hay đặt bom ở Cần Thơ thôi, thì anh đã đủ như thế nào rồi, con người như thế nào rồi. Anh đừng có moi cái quá khứ của người ta. Cái quá khứ của người ta dù gì đi nữa thì cũng không có giết người, cũng không có cướp của, hoặc cũng không có chống phá, cũng không có phản động, cũng không đối với chính quyền nhà nước Việt Nam đó. Nói lẳng là như vậy, mà anh giờ anh lại đem cái quá khứ của người ta ra anh phanh phui đó. Anh coi lại cái quá khứ của mình đi. Nên là có một số người đặt ra cái câu hỏi rằng là tại sao anh Hoàng Duy Hùng không giấu về quá khứ nhưng mà lại moi ra đó. Mọi người nghe kỹ những cái lời nói của Hoàng Duy Hùng đó, đã từng nói rằng là nghe lại quá khứ của chị Hằng. Mọi người thấy chưa, đã nói là quá khứ rồi, mà quá khứ của chị Hằng có cái gì sai, có cái gì chống đối với quy định pháp luật, mà quá khứ của Hoàng Duy Hùng thì khác. Mọi người nên nhớ kỹ, đặt bom ở thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Như vậy thì cô chú anh chị nghĩ coi là có phải đang xem người dân của nước mình đó, là kẻ thù truyền kiếp của nước mình hay không. Và tôi đặt trường hợp đối với trường hợp này đem xử lý theo quy định của pháp luật tại Việt Nam thì sẽ xử như thế nào, cô chú chị cứ bình luận bên dưới. Đặt bom nổ là sẽ chết ai? Một là trẻ em, hai là người lớn đó, ba là những người yêu nước đó, những người kinh doanh, những người thực tế nhất mà còn dám làm, mà lại moi cái quá khứ người ta ra đó. Rồi bây giờ mọi người thấy Hoàng Duy Hùng đang nhắc về cái quá khứ của chị Hằng. Đó. Còn cái việc nói nhắc lại cho anh nhớ, cái việc mà chị Hằng đánh không trượt phát nào mà anh lại quy chụp vào vấn đề của thầy Thích Minh Tuệ đó, thì chính bản thân anh là người quy chụp. Anh lợi dụng cái sức ảnh hưởng của một luật sư để anh dẫn dắt khán giả, dẫn dắt dư luận. Chứ người ta chưa có nói đánh thầy Thích Minh Tuệ, hoặc là chưa có nói đánh gì cả nha. Còn cụ thể như thế nào thì anh cũng đã hiểu tới ngày hôm nay. Do cái miệng nhanh hơn cái não nên anh dẫn dắt khán giả. Anh hiểu sai lại trách người khác nói nửa chừng, đúng không? Người ta mới vô tới cửa mà cái não anh lại vô tới phòng đó. Nên là cái cách nhìn nhận của mình là một luật sư là dẫn dắt dư luận. Nên tốt nhất tôi nói anh á, đừng nhắc lại quá khứ. Vì giá quá khứ của anh là cái quá khứ đen tối nhất của những thành phần đang sống ở Việt Nam, so về góc độ đen tối.
nên nói cho cùng á thì cái việc của Hoàng Duy Hùng tốt nhất anh đừng nhắc gì tới chị Hằng nữa, cái đó là tôi nói thật đó. Còn hôm nay cái nội dung thứ hai của chúng chị tôi muốn cho cô chúng chị nghe thực tế nhất những lời của thầy Thích Minh Tuệ đang nói và trực tiếp nói. Có một điều tôi không hiểu là thầy Thích Minh Tuệ không sử dụng điện thoại nhưng mà có một số ghi âm lại đưa lên mạng, thì tôi không hiểu như thế nào về vấn đề khất thực hay về vấn đề khác. Nhưng mà cái đoạn clip này cô chú anh chị đánh giá dùm em và bình luận bên dưới coi là đoạn clip này là mới hay là cũ nha cô chú anh chị. Em mời cô chú anh chị cùng nghe. Đi tu là để cũng như là chống phá đạo Phật cũng như là chống phá tăng ni chùa chiền, cái ý đó là sao chứ, mà sao mà người ta đi chặt cái đó, người ta nói gì? Vâng, người ta nói chống phá nhưng mà mình không phải là đi để mình chống phá, mình là lấy cái giới luật như ai thì nói là chống lưng vào sau cho mình, nghĩa là mình có cái bùa chú, cái pháp thuật của mình, cái giới luật của mình, nghĩa là cái bùa chú của mình đấy là cái hỗ trợ cho mình, cái đỡ đầu cái phẩm hạnh cho mình, là cái giới luật với cái pháp của Phật là cái niềm tin đấy, là cái đấy là mình thực hành, nghĩa là cái đó là hộ mệnh cho mình đấy, bảo vệ cho mình cái đấy đó. Dạ. Thế còn mà giờ mình đi mà phá Phật pháp á, là mình phạm giới, mình sát sanh, mình trộm cắp, mình lấy láo, mình phạm giới hết, xong rồi mình đi nói mình đi tu như thế là mình phá Phật pháp. Thế giờ mình đang thực hành giáo pháp cho mình phá Phật pháp đâu. Còn ai mà làm không đúng lời Phật dạy là những cái người đó mới tự, nhưng mà những cái người đó ai mới nói là như thế nào giáo pháp của Phật thì ở đó, ai muốn làm gì làm, nhưng cũng không gọi là tu hành được thì tốt cho cái người đó, chứ cũng không, bản thân cái người đó cũng không thể nào nói là phá Phật pháp được. Họ là cái gì đâu mà nói phá giáo pháp của Phật được. Ai gì đặc Phật, mình là tu hành được đó thì tốt đẹp cho mình, mình giữ giới luật được đó thì tốt đẹp cho mình. Còn giáo pháp của Phật thì ai có làm gì nó cũng nằm nguyên ở đó, chứ không ai phá được. Ai gì đặc Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Xin sư cho Phật, chứ con biết thì cũng giống như người ta nói, giống như là sư là đi tu để cũng như là lôi kéo quần chúng, rồi giống như là để cho YouTube quay lên rồi tôn xưng là Phật, là Bồ Tát, là A La Hán đồ chân dân, thì cái điều đó là sao sư? Vâng, cái tôn xưng đó là con cũng nói với mọi người là con bây giờ là đang tập học 13 cái hạnh đầu đà theo giáo lý của Phật học. Phật dạy như thế là mình học làm theo, mình tu hành để bồi bổ công hạnh công đức ba la mật cho mình, chứ không phải là con mình không phải là thánh là Phật hay là thành cái gì hết á. Con chỉ có thực hành cái giới hạnh, cái đạo đức, cái chân thật cho mình như thế thôi, chứ cũng không có lôi kéo, cũng không có tổ chức, cũng không có đảng phái, cũng không có kinh tế, nói chung con không có cái lợi nhuận gì cả, chỉ có thực hành cái đời sống ba y bát. Sống không có gì hết á, chỉ có thực sinh ăn như thế thôi. Còn người ta yêu mến hay người ta ghét bỏ hay là cái gì, người ta tự nói ở đấy là việc của người ta, đối với mình nhìn nhận là như thế. Con đi chỗ nào con cũng chỉ thực hành ước nguyện là thực hành cái đời sống ba y bát khất thực, đúng cái hạnh giáo lý của Phật dạy như thế, lấy cái đó là chỗ dựa niềm vững chắc, với lại nương tựa, con nương tựa vào đó, với lại cái đấy là hộ trì hộ pháp, họ chống đỡ cho mình là khi giới luật, khi đánh pháp của Đức Thế Tôn dạy là như thế. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin hỏi đó thì vừa rồi thì mọi người nghe toàn bộ những cái lời nói của thầy Thích Minh Tuệ được cho là mới nhất, nên là cô chú anh chị bình luận coi cái này là mới hay cũ vì có khi tôi xem sót hoặc có khi là cái đoạn này là cũ, cũng có khi đoạn này là mới, nên cụ thể là như thế nào. Và qua những cái lời nói của thầy Thích Minh Tuệ thì cô chú anh chị cũng thấy rõ về cái tánh không sanh si và không nhận tiền nhận bạc, chết những cái lời nói thực tế nhất. Đó, mà đặc biệt ở đây bản thân tôi cũng sẽ là người ủng hộ về những cái lời nói và những cái hành động cử chỉ bắt đầu từ thầy Thích Minh Tuệ đi bộ hành. Đó, còn tương lai và hiện tại sau này như thế nào thì chưa ai biết được, tại vì mọi người nên nhớ kỹ là chúng ta phục ở đây là phục về cái cách ăn ở nè, việc là đi bộ hành nè, việc là tu theo chánh pháp nè,
hoặc là những cái thực tế nhất là không nhận tiền nhận bạc, không tham lam, không sân si, dựa trên những cái lời nói này thì chúng ta ủng hộ. Chứ còn sau này nếu như mà phát hiện ra những cái gì hoặc là có những cái gì đi nữa đó, thì chúng ta cũng coi lại những cái vấn đề mà chúng ta đang ủng hộ. Cái việc tốt nhất là Hoàng Duy Hùng đó, nên nói về vấn đề của Ma Tăng Sầm Tăng, nó sẽ thực tế hơn. Vì lấy cái gương của thầy Thích Minh Tuệ để phản chiếu lại đối với một số Ma Tăng Sầm Tăng làm sai thì nó hữu ích hơn. Còn đem so sánh những cái quá khứ vị lai hay kể cả là những cái việc làm sai trái, mọi người nên nhớ kỹ con người chúng ta à, ai ai cũng có khuyết điểm. Tôi đặt trường hợp bây giờ nói rõ về vấn đề của thầy Thích Minh Tuệ, nói có điểm yếu, có ai dám phủ nhận không? À, và cái câu hỏi đặt ra mới đây nhất, bà Hằng nói câu điểm mạnh điểm yếu thầy Thích Minh Tuệ ở chỗ nào nói ra, thì kêu Đinh Hoàng Nhân chỉ ra điểm yếu. Thứ nhất, điểm yếu về đạo đức của thầy Thích Minh Tuệ, có hiếu chưa? Đó, được cái này sẽ mất cái kia của chúng chị. À, con người chúng ta ví dụ như sanh ra lớn lên đó, chúng ta làm gì? Tu tập buông bỏ tất cả. Nhưng mà buông bỏ tất cả, trong cái buông đó nó cũng sẽ có những cái sai, chứ không phải là không đúng đó. Nên là mọi người nên nhớ kỹ, nhiều điểm yếu lắm, nhưng mà thật sự ở đây chúng ta chỉ phát huy và ủng hộ những điểm mạnh đó, đúng không? Thay vì giúp đỡ gia đình hoặc là có hiếu phụng dưỡng cha già, còn đằng này buông bỏ tất cả. À, một người con mà buông bỏ tất cả, cô chú anh chị nghĩ coi, nếu như xã hội này, đương nhiên tôi chỉ nói đó là điểm yếu, về bản thân tôi vẫn ủng hộ những việc làm tốt của thầy Thích Minh Tuệ, đúng chưa? Nên là nhiều cái lắm, cô chú anh chị đừng có đặt ra những cái câu hỏi như vậy. Tốt nhất là chúng ta hãy phát huy những cái điểm mạnh, những điểm yếu hạn chế đến mức tối đa, đó mới là vấn đề đó. Còn Hoàng Duy Hùng bây giờ mới là quá khứ, câu quá khứ của mình phản quốc có. Tôi nói thật, con người chúng ta đang sinh sống ở Việt Nam, tội phản quốc là tội đồ thiên cổ của lịch sử nhân dân đất nước. Anh đâu phải anh nói quay đầu là anh có thể xóa bỏ tất cả, đúng chưa? Đằng này anh moi lại quá khứ của người khác, lúc nào anh cũng nói trên mình là một luật sư, lúc nào cũng nói trên mình là một tấm gương, nhưng mà không bao giờ anh soi lại. Thay vì anh soi lại quá khứ của Nguyễn Phương Hằng thì anh soi lại quá khứ của chính mình trước, coi anh có dám đối diện đối với sự thật đó hay không, đúng chưa? Đó, đừng nữa, đừng nói nữa, anh càng nói càng sai. Đó là tôi chỉ môi vài năm thôi đó. Còn những năm trước năm 2020 sẽ như thế nào? Nên là nói thật cô chú anh chị, cái quá khứ xấu đến đâu luật pháp không cấm. Ví dụ như một đời chồng, hai đời chồng, ba đời chồng, bốn đời chồng, cái đó là luật pháp không cấm. Sau khi mất đời chồng này, chúng ta có quyền đến đời chồng khác. Chúng ta có người yêu nhiều, không luật pháp nào cấm. Nhưng đối với tội phản quốc, chống phá nhà nước, cách mạng nào, đó là cái vấn đề nhà nước đều cấm. Mà đã là nước cấm rồi thì cái quá khứ mình lúc nào cũng đen tối hơn người khác. Nên tốt nhất đừng soi lại quá khứ. Clip hôm nay tôi chỉ nói sơ lược để cho anh nắm được, và tốt nhất anh đừng nhắc lại những cái quá khứ của người khác. Ok mọi người, thì clip 16 giờ hôm nay em chỉ trao đổi cô chú anh chị và thông tin là thầy Thích Minh Tuệ nói như vậy. Còn sự việc như thế nào thì cô chú anh chị đón theo những clip tiếp theo nha cô chú anh chị. Ok mọi người, chắc có lẽ là 19 giờ em la bên kênh Đinh Hoàng Nhân Official. Cô chú anh chị nhớ đón xem và chia sẻ cái kênh đó, kênh mới giúp em nha. Em cảm ơn cô chú anh chị. Tức là 19 giờ tối nay em like kênh Đinh Hoàng Nhân Official. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Chào mọi người và hẹn gặp lại.